Nóng hổi, báo cáo của Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ, ngoại giao là phải như thế chứ. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi lại được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mới đây Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Theo đó, 5 nền kinh tế vào danh sách bao gồm Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan. Các quốc gia này sẽ bị áp đặt các biện pháp thuế quan rất nặng. Được biết, ban đầu Mỹ đã đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát thao túng tiền tệ của Mỹ do thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam vào khoảng 4,7% GDP và thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ đạt 105 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau đó Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo ngày 8 tháng 11 cho biết Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Vậy điều gì đang xảy ra mà Việt Nam làm thế nào mà Mỹ lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Chúng ta cùng xem hết video ngày hôm nay các bạn nhé. Như đã biết, thao túng tiền tệ là quyết định áp đặt của chính quyền Mỹ nói chung và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nói riêng đối với những quốc gia đối tác mà Mỹ khẳng định có hoạt động tiền tệ không công bằng nhằm trục lợi thương mại. Chính phủ Mỹ cũng luật hóa vấn đề thao túng tiền tệ (currency manipulation) thành một đạo luật cụ thể là Luật Cạnh tranh và Thương mại quốc tế (Omnibus) vào năm 1998 để giành quyền áp đặt các biện pháp thuế quan lên các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Mỹ cho rằng một quốc gia có hành vi thao túng tiền tệ thông qua việc can thiệp tiền tệ hoặc chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng ngân hàng trung ương nước đó thông qua việc mua hoặc bán đồng ngoại tệ để đổi lấy đồng nội tệ với mục đích làm thay đổi giá trị tỷ giá hối đoái và chính sách thương mại. Tại báo cáo mới này, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính của Washington dựa trên cơ sở 3 tiêu chí chính như thường lệ, đó là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và khả năng can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Mỹ đánh giá một quốc gia thao túng tiền tệ dựa vào 3 tiêu chí. 1. Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ. 2. Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP. 3. Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ thể hiện qua việc mua dòng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua dòng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng. Nếu một nền kinh tế đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí trên, Mỹ sẽ đưa họ vào danh sách giám sát. Một khi nằm trong danh sách này, quốc gia đó cũng sẽ tiếp tục ở trong danh sách này ít nhất 2 kỳ báo cáo tiếp theo để xác định sự cải thiện mang tính lâu dài. Tại kỳ báo cáo mới nhất này, Việt Nam vượt ngưỡng 2 tiêu chí là thặng dư thương mại song phương hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ đạt 105 tỷ đô la Mỹ, vượt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai đạt 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4,7% GDP, vượt ngưỡng 3% GDP. Như vậy, Việt Nam là một trong 6 nền kinh tế ở danh sách giám sát khi có 2 tiêu chí vượt ngưỡng. Mặc dù vậy, một quan chức Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam dường như không bị trượt dốc trong hoạt động quản lý ngoại hối cũng như trong việc hợp tác với chính quyền Mỹ về các vấn đề tiền tệ. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây khi nhiều doanh nghiệp chuyển đổi một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết. Tại họp báo chiều ngày 9 tháng 11, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đưa ra bình luận xung quanh việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ. Về vấn đề trên, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin chính thức về vấn đề này, báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ đã đưa 6 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ. Báo cáo này khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra nhận xét tích cực về chính sách điều hành tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam. Thời gian tới, trên tinh thần tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ và các bên trao đổi thường xuyên, hiệu quả với Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết, tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong quan hệ kinh tế song phương, góp phần đưa quan hệ này phát triển ổn định và bền vững, đáp ứng nhu cầu của hai bên. Trong báo cáo trước đó công bố hồi tháng 11 năm 2022, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại, hàng hóa và dịch vụ với Mỹ, nên Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ, đồng thời kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2022. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại các cuộc làm việc song phương, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam,
qua đó đã duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Khẳng định đang nỗ lực từng bước hiện đại hóa và minh bạch khung khổ chính sách tiền tệ và điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường tiền tệ. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá theo định hướng nêu trên nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ ngành để trao đổi làm việc về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Tại tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tiếp tục hiện đại hóa và tăng cường hơn nữa tính minh bạch của khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để duy trì hợp tác chặt chẽ và thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên có hiệu quả với Bộ Tài chính Mỹ, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh mà hai bên cùng quan tâm. Hàng năm, Mỹ hai lần công bố báo cáo theo dõi một số đối tác thương mại lớn. Việt Nam từng nằm trong danh sách giám sát từ tháng 5 năm 2019 khi hai tiêu chí xuất siêu sang Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai vượt ngưỡng. Tới giữa tháng 12 năm 2020, Mỹ xác định Việt Nam là một trong hai quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và cho biết chưa đủ bằng chứng khẳng định Việt Nam thao túng tỷ giá theo đạo luật 1998. Hai bên đạt được thỏa thuận chung vào tháng 4 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của Mỹ về vấn đề tỷ giá, tiền tệ. Tới kỳ báo cáo tháng 6 năm 2022, Mỹ đưa Việt Nam khỏi diện bị phân tích nâng cao và Việt Nam sau đó cũng ra khỏi danh sách giám sát tại kỳ báo cáo tháng 11 năm 2022. Có thể nói với Mỹ hiện tại, Việt Nam đang là đối tác quan trọng về mọi mặt, nên việc đưa Việt Nam đến những bất lợi chỉ làm cho những toan tính của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên bất ổn, điều mà Joe Biden và cộng sự không muốn xảy ra. Trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng bành trướng và thể hiện sức mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.